chẳng vượt qua nổi thử thách là lỗi của mình, cần phải làm lại từ đầu, cố gắng nỗ lực thêm. Đồng lý này, khi các pháp lữ đồng tu, vợ chồng, cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng và con cái, đồng nghiệp, láng giềng, bạn bè phát sinh mâu thuẫn với nhau, dù quá khứ bạn từng có ôm hận đối phương nhưng hiện tại đã minh lý rồi, thì gặp ai mắng chửi, nhục mạ, phỉ báng bạn thì nên xem tất cả đều là vị thầy thử thách nơi trường thi làm Phật. Nếu khéo quan sát, có phải ta sẽ biến phiền não thâm căn cố đế thành bồ đề và sinh khởi tâm cảm ơn hay chăng? Đồng thời ngay đây, bạn không còn sinh tâm sân hận mà là tâm hoan hỷ. Sự tình kỳ diệu sẽ phát sinh ngay trên thân bạn. Chẳng hạn như việc tốt sẽ bắt đầu từ ngày này mà xuất hiện. Những việc xưa nay vốn khó khăn bỗng được xử lý thuận lợi. Các ác tật, bệnh hoạn không cánh mà bay, khiến bạn không thể ngờ tới, vì mọi việc xảy đến đều nằm ngoài sức tưởng. Bạn có biết vì sao ác bệnh, hoạn nạn không mời mà đến hay chăng? Là do tham sân si trong lòng bạn chiêu cảm mời nó đến. Bạn không chữa trị, không phẫu thuật, vậy thì sao nó có thể tiêu mất được chứ? Bởi vì ngay lúc bạn minh lý rồi thì trong lòng tự biết lỗi, sinh tâm ăn năn sám hối. Tức vô minh không còn thì tật bệnh cũng không còn. Phật giảng nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Đây hoàn toàn là tác dụng của tâm, quả phúc không cửa, do người tự chiêu mà thôi. Bệnh dậy nến. Tháng 7 năm 2000, tôi ghé nhà Dương cư sĩ ở Thượng Hải thì gặp một anh ba mươi mấy tuổi, học Phật đã mười mấy năm, ăn chay được ba năm, nhưng toàn thân bị bệnh dậy nến. Tôi bảo, anh sở dĩ mắc bệnh này là do không biết hướng về những con vật mình từng giết ăn qua, thành tâm sám hối, tụng kinh hồi hướng cho chúng. Chẳng khác nào anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không quan tâm đến trả khoản nợ mà mình từng thiếu trước đây. Những chúng sinh kia tự nhiên phải đến đòi nợ anh. Nếu anh có thể thành tâm sám hối, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng, nhất định sẽ được chúng tha thứ. Hai tháng sau, lúc tôi gặp lại anh ở Hàng Châu, thấy anh mặt mày hồng hào tươi tỉnh, ác bệnh đã hết. Cho nên không hiểu biết để lo sám hối cũng là vô minh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều biết thiện ác, biết thông tình đạt lý, phát tâm sám hối cũng là tâm bồ đề. Phật pháp là diệu pháp, là pháp rất khó tin nổi. Nếu bạn đọc đoạn văn trên mà minh bạch đạo lý và không nghi ngại gì, thì ngay đây hãy bắt đầu thử nghiệm, nên đặt mình vào vị trí những quan gia có mâu thuẫn đối nghịch mà suy xét, tìm cho ra lỗi lầm của mình. Nếu thật lòng đặt mình vào lập trường của họ để suy xét, nhất định sẽ tìm ra chỗ không đúng của mình. Được vậy thì sẽ buông xả được tâm sân hận. Buông xả được tâm sân hận rồi, ắt sẽ sinh khởi tâm bồ đề và còn tự trách. Vì sao muộn như thế này mình mới thông hiểu Phật lý? Để hết lần này đến lần khác làm lỡ mất cơ hội thử nghiệm giúp thăng hoa bản thân, mình thật quá ngu si. Có được tâm sám hối như thế, cho dù còn chút miễn cưỡng cũng không hề chi. Vì sau này mỗi ngày trong tâm bạn đều sẽ dõi theo, âm thầm nhìn và quan sát những sự tình phát sinh. Ngay cả lúc bị đối phương lăng mạ phỉ báng, không những bạn chẳng khởi tâm hận hay oán họ, mà ngược lại còn mỉm cười nhìn đối phương, nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Tự nhiên tận đáy lòng buông được tâm sân hận. Không những thế, bạn còn có thể vì đối phương ở trước Phật tụng ba hoặc bảy bộ kinh Địa Tạng, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ được mạnh khỏe, công tác thuận lợi. Bạn thử làm như tôi bày xem, có lẽ sẽ có người nói, làm vậy chẳng khác nào tự biến thành Phật tử ngu ngốc, đần độn. Quả thật là như vậy đó. Nhưng tôi xin chúc mừng bạn, vì trong Phật môn giảng, dưỡng thành đại ngu mới là khéo, tu đến như si mới diệu kỳ. Nghĩa là đem bản thân mình chuyển biến thành một kẻ thuần phát,
không có chút vết tích gian lanh xảo trá, thì sự việc hy hữu sẽ lộ diện. Bạn có muốn thử không? Thế thì hãy tu và thực hành từ 3 đến 6 tháng xem sao. Khi đó bạn nhất định sẽ minh bạch đạo lý, thấy tất cả đều là Bồ Tát, và tất nhiên sẽ sinh lòng cảm ơn bất tận. Tôi dùng biết bao văn tự để giải thích đạo lý báo Phật ân, sư ân, chúng sinh ân, vì muốn khuyên hàng sơ học lấy đây làm tăng thêm tín tâm tu đạo. Đến khi bạn thật sự có trí huệ rồi, bạn tuyệt chẳng còn muốn mưu cầu danh lợi gì cho mình nữa, nhất định sẽ tiến lên cao, phát tâm Bồ Đề, tự độ và độ người để báo ơn Phật. Không những đời này phát Bồ Đề tâm, tinh tấn tu hành hóa độ chúng sanh, mà tương lai đời đời kiếp kiếp ắt phát đại thiện nguyện, khiến Bồ Đề tâm tương tục bất đoạn. Bồ Đề tâm không nhất định là phải gặp Phật mới phát, mà gặp thiện tri thức cũng có thể phát. Do vậy người trí huệ không thể vọng sinh phân biệt, khởi ý xem thường, phải nuôi chí cầu Phật pháp, các ngưỡng học đại thừa, y theo kinh Phật mà suy xét phân tích việc thế gian, không thể do người mà từ bỏ pháp. Hiểu rõ chuyện gặp tất cả thiện ác tri thức đều có thể tạo thành nhân duyên phát Bồ Đề tâm. Gặp người quán hay không quán, người thân hay chẳng thân, trong lòng tình ái chẳng khởi, đối với chúng sinh bình đẳng như nhau. Nguyện mọi người nhờ điểm thiện này mà phát Bồ Đề tâm, đạt được giải thoát. Nếu mọi người đều có thể như thế tín hiểu phụng hành, nhất định sẽ biết đấy là chân ngữ thật ngữ, không phải tùy tiện mà nói. Phát Bồ Đề tâm, hành đạo Bồ Tát, độ tất cả chúng sanh, như cứu người trong biển lớn, mình cũng phải vào biển khổ. Chúng sinh thọ khổ, toàn mê không giác, cho nên mới khổ vô biên. Bồ Tát cứu khổ, giác mà không mê, cho dù không lìa biển khổ, nhưng ở đâu tâm cũng an. Chẳng những đời này độ chúng sanh, mà vị lai sinh nơi tam đồ bát nạn cũng chẳng xả bỏ Bồ Đề tâm vô thượng. Lại nữa, chỉnh sửa tập khí rất là khó, rất khổ, thậm chí khó thể nhẫn chịu nổi, giống như kẻ nuốt nhầm độc dược phải tống được nó ra. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong bụng người khác ói độc ra thay cho mình. Tu hành cũng chẳng được nôn nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát tùy thời sẽ gia trì cho chúng ta, nhưng trước nhất chúng ta phải nhả hết độc dược chứa trong lòng từ vô thị kiếp đến nay, mới có thể nếm được vị ngọt cam lộ. Đây chính là đạo lý nhã cũ nạp mới. Đời này chúng ta quy y bái Tam Bảo làm thầy, nhưng vị sư phụ hướng dẫn người bước đi trên đường học Phật đó chỉ là đại diện Phật tiếp nhận đệ tử quy y Tam Bảo. Sau khi quy y rồi thì chính mình phải tự bước đi trên đường tu, chứ không phải bái sư xong là vạn sự đều tốt lành thuận lợi. Chẳng thấy A Nan ngày ngày ở sát bên Phật nghe kinh thính pháp, nhưng do không tu định, suýt nữa thì bị Ma Đăng già dụ dỗ phá giới. Cho nên đệ tử Phật không nên chấp trước vào các hành vi xoa đỉnh gia trì. Khi sờ đỉnh là Phật chúc lụy đại pháp, nên mới sờ đỉnh đệ tử hoặc xoa đỉnh thọ ký. Như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Chúc Lụy có thuyết: Phật Thích Ca từ pháp tòa dậy, hiện đại thần lực, đưa tay phải xoa đỉnh vô lượng vô biên Bồ Tát và nói rằng. Và ngay trong kinh Địa Tạng, Phật cũng xoa đỉnh Bồ Tát Địa Tạng. Đây đều là chúc lụy Phật pháp, tuyệt không có ý nói vừa xoa đỉnh thì lập tức thành tựu. Chúng ta quy y rồi phải nghe kinh suy gẫm, phát trí, biết tự thanh tịnh ý mình, y giáo phụng hành, mới có thể đạt lợi ích. Bà họ Tân. Thành phố nọ có một bà họ Tân, khoảng 50 mấy tuổi, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, quy y Phật đã nhiều năm. Bà hướng tôi kể lể những phiền não vô tận của bà. Bà có đứa con gái tên Minh Lan, bẩm sinh não bên trái phát triển kém, nên ngôn ngữ hành vi không bình thường, chỉ người thân mới hiểu được những gì nó muốn nói. Hơn nữa, hễ gặp tình huống lính quýnh bực phiền là chứng động kinh phát tác. 20 năm nay,
bà vì con nếm đủ vất vả gian lao, không cần kể cũng hình dung được. Nhưng mới đây lại xảy ra một việc phiền toái nữa. Lý Sơn là nhân viên bảo an khu vực thuộc bà cư ngụ nên hay lui tới chơi, sẵn tiện bà cũng nhờ anh trông chừng Minh Lan giùm, đừng để nó đi ra ngoài, sợ con mình đi lạc không biết đường về nhà. Do Minh Lan thường xuyên tiếp xúc với anh Lý nên dần dà phát sinh tình cảm. Cô hay lấy thức ăn nhà mình đem cho Lý Sơn. Anh đối với cô cũng rất thân mật. Khi bà Tân phát hiện ra điều này thì nảy ý muốn lo hôn sự cho con gái. Nhưng gia cảnh Lý Sơn rất nghèo, đến giờ vẫn còn mang nợ ngập đầu. Anh ta ra điều kiện với bà: nếu muốn anh cưới Minh Lan thì trước tiên bà phải lo trả nợ thay cho gia đình anh. Điều này chứng tỏ Lý Sơn chẳng hề có tình cảm yêu thương gì đối với Minh Lan. Phần Minh Lan thái độ cũng thất thường, vô chừng vô đổi. Hễ bàn đến việc lấy chồng thì cô bảo chưa muốn kết hôn sinh con. Thế nhưng suốt thời gian Lý Sơn về quê, do không được gặp anh nên cô hay phiền bực cáu gắt. Là mẫu thân nên bà rất lo, nếu như con như thế này mãi thì e rằng chứng động kinh sẽ bạo phát. Bà Tân rất thắc mắc, muốn biết do nghiệp báo nào mà mình lại sinh ra đứa con khuyết tật bệnh hoạn như thế. Dù nhà bà giàu có, tiền của kiếm được nhiều, nhưng lại không thể mua được hạnh phúc an vui. Bà hy vọng tôi có thể giải cho bà hiểu ra duyên cớ. Tôi quan sát một hồi rồi kể cho bà nghe. Vào những kiếp trước, Minh Lan có một đời đi lính là võ quan ích. Ở quê nhà đã có vợ thay ông chăm lo hầu hạ mẹ chồng. Nhưng ông ích này tính xấu tàn tệ, ở trong quân đội. Bản thân mình cũng đã trực tiếp hướng mẹ chồng xin lỗi. Mặc dù mẹ chồng không hoàn toàn tiếp nhận, nhưng cô đã hạ quyết tâm sửa đổi bản thân. Còn khoe là hai vợ chồng đã bàn bạc, dự định đến lúc thích hợp được ba mẹ chồng đồng ý sẽ rước họ về ở chung. Tôi thật mừng cho họ, cầu chúc họ từ đây sống thuận hòa hạnh phúc, đạo nghiệp viên thành. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có thể thành Phật. Một khi nhân duyên hội đủ, may mắn gặp Phật Pháp tưới đẫm ruộng tâm, thì hạt giống Phật sẽ đâm chồi ra hoa kết trái. Không có Phật lực gia trì trong vô hình thì không thể thành tựu. Cho nên mỗi người tu hành sau khi khai ngộ rồi thì việc đầu tiên cần làm là phải báo ân Phật, ân chúng sinh. Vì sao? Bởi nếu không có Phật Pháp giáo dưỡng thì biết bao giờ chúng ta mới có đủ chánh tín, chánh tri, chánh kiến mà tu hành. Không nhờ minh sư hướng dẫn cũng sẽ làm lỡ mất cơ duyên tu hành trong đời. Một khi mất thân người thì việc gặp lại Phật Pháp là chuyện hy hữu, trăm ngàn vạn kiếp mới có được. Tôi xin giải thích hai từ minh sư là chỉ vị thầy nghiêm trì giới luật, không tham tài sắc danh lợi, không phải là những người chuyên lý luận. Thời đại đã thay đổi, có thể tùy ý cải sửa giới Phật chế, và còn tung thuyết hồ đồ rằng thịt có thể ăn, rượu có thể uống, thuốc có thể hút, tỏi nén hành hẹ, vân vân đều ăn được. Thậm chí đã xuất gia lại không giữ quy củ Phật môn mà còn tự phong mình là đại đức cao tăng. Làm sư phụ mà không giữ thanh quy giới luật, tất nhiên đồ đệ sẽ bắt chước y theo. Thậm chí có người còn nói xem kinh nhiều sẽ làm chướng ngại vãng sinh thế giới cực lạc. Lý luận này hoàn toàn trái ngược với câu thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển mà Phật và lịch đại cao tăng từng hướng dẫn tuyên thuyết. Chúng ta cần phải y pháp bất y nhân, phải biết xem kinh là để minh lý, hiểu lý rồi mới có thể điều chỉnh hướng đi, quét trừ chướng ngại, tiến lên đến đỉnh điểm huy hoàng. Đây không ảnh hưởng gì đến pháp môn chuyên tu của mình. Vì một đứa bé bất kể tương lai là nhà âm nhạc, tác giả, bác sĩ, kỹ sư hay là công thợ nông dân, thì ngay lúc bắt đầu đi học đều cần phải học các môn ngữ văn, toán, thể dục, mỹ thuật, vân vân, nghĩa là toàn bộ khóa trình. Chỉ khi lên đại học mới cho phân ngành chia ban, đào tạo chuyên khoa để cuối cùng thành tựu học nghiệp. Đọc kinh là giúp tăng trưởng trí huệ bản thân, là một trong các phương pháp khử trừ vọng tưởng,
Lúc đọc kinh thì lời kinh cùng tâm hòa nhất thể, tức vô ngã nhân chúng sinh thọ giả, liền có thể khai phát trí huệ. Bởi vì bản thân đọc kinh chính là một pháp môn hiểu lý trừ vọng. Xin nhớ, tự quy y pháp là tự mình nương vào pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Và thệ nguyện của chúng ta là tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Danh sư không hẳn đã là minh sư. Bởi chưa phải minh sư nên họ có thể hướng dẫn sai, làm người lầm lạc, mất phương hướng tu hành. Đương nhiên cũng có thể xem người giảng tà pháp là thầy, vì trong số họ có thể là Bồ Tát thị hiện, đóng vai phản diện để thử thách, khảo nghiệm chúng ta, khảo xem chúng ta thật sự có được chính tri, chính kiến hay chưa. Thực ra thì Phật Thích Ca mới là thầy căn bản của ta, hướng dẫn chúng ta là những đệ tử thiếu phúc duyên, không được sinh vào thời Phật trụ thế. Vì vậy ta phải lấy giới làm sư, nhất định phải dâng theo lời Phật, tôn những điều Phật chế làm thầy, y theo lời Phật dạy mà tu. Đại sư Ấn Quang từng nói, xem tất cả đều là Bồ Tát. Thế thì những người sửa đổi các điều Phật chế định cũng có thể là Bồ Tát đến thử thách, khảo nghiệm chúng ta. Khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, thì đối với những hành vi lỗi lầm của tha nhân, cần phải chỉ thấy lỗi mình, đừng bàn lỗi người. Và đối với những tuyên bố sai lầm hướng dẫn lệch lạc kia, ta chỉ hành theo câu y pháp chẳng y nhân, dùng đó để thanh lọc gạn bỏ tà thuyết. Trong kinh Trường A Hàm, Phật giảng tứ đại giáo pháp dạy chúng ta dựa theo kinh luật mà phán đoán tà chánh. Nếu quả thực là ma đến quấy nhiễu phá hoại thì ta cũng không nên xem là việc xấu, mà cần học tập theo cách Phật tiếp đón ma, xem như ma đến giúp chúng ta tu thành chánh đạo. Cho nên Ngài Tuyên Hóa nói, ma là để mài luyện thử thách người tu chân chính. Kinh Duy Ma Cật thuyết, ma vương đại đa số là Bồ Tát trụ giải thoát, không thể nghĩ lường, vì liễu phương tiện giáo hóa chúng sanh mà thị hiện. Do vậy, tà sư cũng là sư, cũng có thể là Bồ Tát đóng vai phản diện, nhằm rèn dạy chúng ta kiên định đạo tâm, nên cần phải cảm ơn họ. Có mệt mỏi vì đi nhiều đoạn đường vòng quanh co lắc léo, thì ngày sau việc hoằng pháp lợi sinh càng hữu ích. Giác ngộ rồi thì Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể viên dung, trong mơ thấy rõ ràng có sáu cõi, tỉnh rồi thì thấy tất cả đều không. Đây là lời Đại sư Vĩnh Gia nói trong Chứng Đạo Ca. Khi chúng ta thật sự minh bạch rồi, đã kiên định tin sâu rằng chỉ có duy nhất một phương cách của Phật Pháp mới có thể cứu ta thoát ly biển khổ, thì bám theo lục độ để tu hành.